Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin trưa ngày 12 tháng 1 năm 2024. Jadon Sancho vừa hoàn tất hợp đồng trở lại Borussia Dortmund từ Man United. Dù chỉ là hợp đồng cho mượn ngắn hạn, nhưng nó cũng giúp cho Sancho như giải tỏa được biết bao nhiêu áp lực và sự ức chế bấy lâu. Cầu thủ này không ngần ngại đưa ra những phát biểu có thể khiến Ten Hag và Man United buồn lòng. Hãy cùng xem Sancho đã nói gì trong ngày trở lại Borussia Dortmund. Sancho vừa sang Dortmund đã xoáy Manchester United. Sancho đã không ra sân cho MU kể từ tháng 8 năm 2023 vì những mâu thuẫn với huấn luyện viên Erik Ten Hag. Trong ngày trở lại đội bóng của Bundesliga, anh đã có những câu ví von khiến cổ động viên Man United không khỏi chán nản. Khi tôi bước vào phòng thay đồ ngày hôm nay, có cảm giác như trở về nhà. Tôi biết câu lạc bộ rất rõ. Tôi luôn thân thiết với các cổ động viên ở đây và tôi chưa bao giờ mất liên lạc với những người nắm quyền. Tôi đang rất mong chờ được gặp lại các đồng đội một lần nữa, được ra sân, chơi bóng với niềm vui, đóng góp những bàn thắng và giúp đội giành vé dự Champions League. Phát biểu của Jadon Sancho chẳng khác nào nói rằng thời gian qua ở Man United của anh như là ở địa ngục. Anh coi Dortmund là nhà chứ không phải là Man United. Dù sao hợp đồng của Sancho không có điều khoản mua đứt và cổ động viên MU giờ cũng chỉ biết chúc may mắn cho tiền vệ này mà thôi. Hợp đồng giữa Jadon Sancho tại Man United sẽ đáo hạn vào năm 2026 với lựa chọn gia hạn thêm một năm. Do đó Sancho nếu thi đấu tốt tại Dortmund thì Man United có thể sẽ bán cầu thủ này với giá tốt hơn vào mùa hè. Tottenham chính thức chiêu mộ thành công Van Dijk của Romania. Tottenham Hotspur đã chính thức ra mắt hậu vệ Radu Dragušin đến từ câu lạc bộ Genoa với mức phí 26,7 triệu bảng. Spurs đã vấp phải sự cạnh tranh rất khốc liệt với Bayern Munich trong thương vụ này. Dù vậy, họ vẫn là đội giành chiến thắng sau cùng. Đại diện của ngoại hạng Anh sẽ trả 21,5 triệu bảng cộng thêm 5,2 triệu bảng tiền phụ phí cho Genoa ở thương vụ kể trên. Hợp đồng giữa hai bên được ký tới năm 2030. Chiêu mộ thêm một trung vệ là ưu tiên hàng đầu của Tottenham Hotspur trong tháng 1 này. Dragušin là tân binh thứ hai của gà trống ở kỳ chuyển nhượng mùa đông năm nay sau tiền đạo Timo Werner. Dragušin và Timo Werner đều có thể ra mắt Tottenham ở trận đấu với Manchester United tại Premier League cuối tuần này. Dragušin đang có những bước thăng tiến nhanh chóng trong sự nghiệp. Anh đã ra sân 62 lần cho Genoa trong hai mùa giải gần nhất sau khi vươn lên từ học viện của Juventus. Anh thậm chí có được ví von là Virgil van Dijk, người Romania. Giờ đây sẽ là sự bổ sung chất lượng cho hàng thủ Tottenham Hotspur, đội bóng vừa chia tay Eric Dier, người đã chuyển sang Bayern Munich. Jesus báo tin vui cho Arsenal. Gabriel Jesus đã bất ngờ vắng mặt cho đội hình của Arsenal ở trận đấu thuộc vòng bảng FA Cup gặp Liverpool. Trận này đội bóng của huấn luyện viên Mikel Arteta đã thua tỷ số 0-2 chung cuộc. Huấn luyện viên Arteta đã làm dấy lên mối lo ngại đối với tiền đạo này sau trận thua. Ông tiết lộ rằng Jesus người Brazil yêu cầu kiểm tra sức khỏe khi cảm thấy khó chịu ở đầu gối, vị trí mà vốn đã xảy ra rất nhiều chấn thương và vấn đề của anh trong năm qua. May mắn cho pháo thủ là chấn thương không nặng, Gabriel Jesus đã trở lại tập luyện cùng toàn đội. Giá sát của câu lạc bộ thành London đang tận dụng kỳ nghỉ đông ở Premier League bằng cách dành một tuần đóng quân ở Dubai. Họ tập luyện cho thời tiết ấm áp, tránh xa các lạnh mùa đông ở nước Anh. Đáng chú ý, Gabriel Jesus tham gia đầy đủ vào buổi tập và hoàn thành khá tốt giao án. Arsenal sẽ trở lại thi đấu vào ngày 20 tháng 1. Họ vốn bước trận đấu trên sân nhà gặp Crystal Palace. Erling Haaland tranh thủ thời gian quảng cáo đồng hồ xa xỉ. Trong quãng thời gian chấn thương, Erling Haaland vừa tranh thủ đóng quảng cáo cho một hãng đồng hồ xa xỉ. Tiền đạo số 1 của Manchester City là gương mặt đại diện của thương hiệu đồng hồ cao cấp Breitling. Tận dụng quãng thời gian nghỉ thi đấu thì cầu thủ người Na Uy đã quay một video quảng cáo với chiếc đồng hồ trị giá lên đến 7.500 bảng, tương đương 234 triệu đồng. Hình ảnh của buổi quay phim ở London cho thấy Haaland ăn vận theo phong cách cổ điển với quần tây áo nỉ. Chân sút của Manchester City còn có một đạo cụ là một quả bóng da của thập kỷ 1960. Erling Haaland rất thích đeo đồng hồ và có một bộ sưu tập đồng hồ xa xỉ, xịn sò. Trong đó có những chiếc trị giá lên đến hơn 200.000 bảng. Chân sút của Manchester City đã phải nghỉ thi đấu từ tháng trước vì chấn thương. Hiện Erling Haaland đã tập nhẹ và có thể quay trở lại cuộc chạm trán với Newcastle vào ngày mai. Sao trẻ Barca lập kỷ lục khó tin. Yamal vừa ghi dấu ấn khi vào sân từ băng ghế dự bị và ghi bàn giúp Barcelona đánh bại Osasuna với tỷ số 2-0 tại bán kết siêu cúp Tây Ban Nha. Pha lập công muộn màng đã giúp cho tài năng trẻ của Barcelona đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở siêu cúp Tây Ban Nha khi chỉ mới 16 tuổi. Trước khi ghi được bàn thắng đáng nhớ vừa rồi, Yamal từng thiết lập hàng loạt những kỷ lục nhờ bộc lộ được tài năng từ rất sớm. Cụ thể, anh đã trở thành cầu thủ trẻ nhất lập công ở La Liga và vào loại Euro. Ngoài ra, trong máu của đội tuyển Tây Ban Nha cũng không có cầu thủ nào trẻ hơn anh ghi được tên mình lên bảng tỷ số. Chủ tịch Paris Saint-Germain sợ Mbappe phật lòng vì Messi. Chủ tịch Ancelotti lại tiếp tục lên tiếng về chuyện của Messi sau khi anh rời đi. Sau khi vô địch World Cup 2022, Messi đã không được Paris Saint-Germain tổ chức mừng công giống như những câu lạc bộ khác. Lý do giờ đây thì mới được tiết lộ khi chủ tịch Ancelotti lo cổ động viên Pháp và Kylian Mbappe phật lòng. Ông nói cụ thể chuyện này như sau:
Nếu có ai nói về việc PSG không tổ chức buổi lễ tri ân và mừng Messi vô địch World Cup, thì lý do là như thế này. Chúng tôi đang ở Pháp. Vài ngày đã thắng Kylian Mbappé ở trận chung kết. Paris Saint-Germain làm câu lạc bộ Pháp. Và tôi cũng không muốn cả sao động huyết sáo Messi. Lý do mà ông Akhevi đưa ra hoàn toàn là có thể hiểu được. Nhưng với những người yêu mến Messi, họ mong muốn một cách đối xử khác từ PSG để thể hiện họ mừng cho chiến tích của Messi. Còn nhớ Messi và Mbappé là hai ngôi sao sáng nhất trong trận chung kết World Cup 2022 giữa đội tuyển Argentina và Pháp. Hai đội hòa nhau 3 đều trong 120 phút kịch tính, sau khi Messi lập cú đúp, còn Mbappé lập hat-trick. Trong loạt luân lưu, cả hai đều dứt điểm thành công và Argentina thắng 4-2. Khi Messi trở lại hội quân sau World Cup, Paris Saint-Germain chỉ làm một nghi thức nho nhỏ chào mừng tiền đạo người Argentina trên sân tập, rồi đăng ảnh và video trên các nền tảng truyền thông của câu lạc bộ. Điều đó khiến cho Messi không được sự hài lòng. Chủ tịch Akhelefi hiểu tâm tư của Messi, nhưng nhấn mạnh việc mừng công trên sân này tại sân địch cầu Việt Quang Tử là điều vô cùng nhạy cảm. Hợp đồng đặc biệt giữa huấn luyện viên Nhật Bản và Hà Nội FC. Tối ngày hôm qua, Hà Nội FC đã thông báo thống nhất những điều khoản hợp đồng với huấn luyện viên đến từ Nhật Bản, ông Daiki Iwamasa. Đây là bản hợp đồng khá đặc biệt của bóng thủ đô. Theo đó, hợp đồng giữa đôi bên có thời hạn đến hết mùa giải 2023-2024 và sẽ được gia hạn nếu huấn luyện viên hoàn thành được mục tiêu cạnh tranh chức vô địch V-League và cả cúp quốc gia. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc hợp đồng của huấn luyện viên Daiki với đội bóng thủ đô sẽ chỉ kéo dài khoảng 5 tháng. Huấn luyện viên Daiki là nhà cầm quân thứ tư sau các huấn luyện viên Banovic, Lê Đức Tuấn và Đinh Thế Nam nhận nhiệm vụ dẫn dắt câu lạc bộ Hà Nội kể từ đầu mùa giải 2023-2024. Có lẽ thành tích nổi bật nhất trong sự nghiệp cầu thủ của huấn luyện viên Daiki đó là cùng đội tuyển Nhật Bản vô địch Asian Cup 2011. Sự nghiệp huấn luyện của ông thực tế chưa kéo dài quá lâu và vì thế những thách thức đang chờ đợi ông trong áo của đội bóng thủ đô. Công an Hà Nội chưa thể thanh lý huấn luyện viên Gong Yoo-kyun. Câu lạc bộ của Hà Nội đang chuẩn bị bổ nhiệm huấn luyện viên Keti Sak để thay thế cho ông Gong Yoo-kyun trong ít ngày tới dẫn dắt câu lạc bộ. Tuy nhiên hiện tại ông Gong Yoo-kyun vẫn chưa chính thức chia tay câu lạc bộ của Hà Nội do chưa giải quyết xong thỏa thuận đền bù hợp đồng. Mới đây nhà đương kim vô địch V-League đã có quyết định mới về huấn luyện viên Gong Yoo-kyun. Theo đó, vị huấn luyện viên này và các trợ lý trong ekip của ông đều bị chuyển xuống làm việc ở đội trẻ sau khi hai bên chưa thống nhất được phương án đền bù hợp đồng. Phía câu lạc bộ của Hà Nội đề nghị phương án bồi thường tiền lương là hết giai đoạn lượt đi, tức là tới đầu tháng 3, cộng thêm 3 tháng lương, tổng cộng là khoảng hơn 5 tháng lương, tương đương 100.000 đô la Mỹ, nhưng chưa kể lương trợ lý. Tuy nhiên, phía huấn luyện viên Gong Yoo-kyun không đồng ý với đề nghị trên. Ngoài yêu cầu phải trả hết toàn bộ tiền hợp đồng, ông Yoo-kyun còn đòi phía câu lạc bộ của Hà Nội phải bồi thường cho mình cả tương lai sau đó. Theo lập luận của huấn luyện viên Gong, ông tin chắc là sẽ dẫn dắt câu lạc bộ của Hà Nội đến với chức vô địch. Nuối vì huấn luyện viên này sẽ tiếp tục được tái ký hợp đồng. Tuy nhiên thực tế trong 5 trận đấu do huấn luyện viên Gong Yoo-kyun dẫn dắt, câu lạc bộ của Hà Nội chỉ có 1 chiến thắng trước Hoàng Gia Lai ở cúp quốc gia, sau đó hòa 2 trận và thua 2 trận tại V-League 2023-2024. Kết quả này là lý do mà nhà cầm quân Nghèn Quốc sớm phải nói lời chia tay với đội bóng chỉ sau ít tháng tiếp quản. Thưa quý vị, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trưa ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo của TVS Vlogs.